Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không biến khắp pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Hôm nay đầy đủ nhân duyên thì ngày 15 tháng 11 năm 2021 thì chúng con cũng xin thành tâm tán thán đầu tràng Lê Nữ Ngọc Trinh có tặng cho cái chuyến đi từ thiện tại Bảo Lộc là 70 cái mền. 70 cái mền và 500 cái gói và 70 phần. Nay ngày 15 tháng 12 đầy đủ nhân duyên thì bạn cô vô thường đó có cho một số mền là 14 túi nè, gồm thuốc, gồm mền 14 túi để ủng hộ đồng bào miền núi ở Bảo Lộc trong dịp Chủ nhật tuần này. Cảm ơn gia đình cô đã ủng hộ cho 14 cục mền và thuốc cho bà con dùng cao. Thành thật biết ơn bạn của cô vô thường á. Xin lỗi cô cũng chưa hỏi tên kỹ, tại cô quay đã có nhận 14 cục trước đi, giờ móc đồ áo quần đồ về hết rồi cô quay lại. Này quay tượng trưng để có nhận đồ thôi nha. Thành thật biết 70 phần mền của một cái phần như vậy là có một cái gói salon bath và vitamin cho trẻ em, và có những thêm cái phần kẹo cho đồ dễ cho trẻ em nữa cả nhà. Anh Di Đà Phật. Đây à. Rồi chúng con xin chúc phúc đầu tràng được vạn sự như ý, tâm nghĩ sự thành. Anh Di Đà Phật. Chúng con cảm ơn đầu tràng Lê Nguyễn Ngọc Trinh rất nhiều ạ. Anh Di Đà Phật. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. Anh Di Đà Phật.